Để đặt mua những chiếc tay cầm xịn sò nhất với giá thành tốt nhất, anh em đặt hàng ngay tại shoptaycam.com. Kingmansport.vn. Thế giới đồ thể thao Lam không chỉ đẹp mà còn giá tốt. Giờ chúng ta sẽ đến với kèo chợ đầu tiên trong buổi tối ngày hôm nay. Bác chủ Bác Gia Bảo, bác ý có khoảng hơn 200 tỷ và đang muốn build một hình của Manchester City. Tôi hỏi qua là có cần cái tiêu chí gì không, thì bác ý có một tiêu chí duy nhất là full cộng 5 anh nhé. Đấy. Thế tôi đã set cho bác chủ một hình full cộng 5 rồi. Và với cái tầm tài chính này, anh em có thể lấy một con hàng tiền đạo xịn thử xem nào. Để mà lựa ngay thì cũng định lấy con Erling Haaland giống cái ác vừa rồi đấy. Nhưng mà cái mức giá này thì anh em mình cũng khó mua lắm. Chắc là tôi sẽ dùng một cái phương án mà dễ mua dễ bán vậy. Thì lý tưởng nhất chỉ có ba lô anh em ạ. Ba lô thì anh em mình xuống tiền là anh em mình có thể mú được rồi. Thì cái tầm tiền này tôi nghĩ là ba lô vẫn là êm nhất. Tôi cứ mút tạm ba lô nhá. Nếu như bác chủ chịu khó mà dùng mấy con hàng kiểu cộng thấp ý, thì anh em có thể lấy Erling Haaland những cái mùa cao rồi đập dần lên là cũng được. Rồi đảo xuống hàng tiền vệ nhá. Tiền vệ trong cái form tiền này, Kevin chắc chắn sẽ một lựa chọn chuẩn đét rồi. Tầm tiền này chắc là lấy BTB thôi nhỉ. BTB thì nó vừa vặn hơn. Rồi cứ đặt đi nhá. 33.1 tỷ này. Rory đá giữa là rất là êm rồi. Thằng này lương 21 cửa. Lương 21 cũng là một cái lựa chọn hay đấy chứ. 104. Tóc thì ngang ngang nhau, nhưng mà Rory World Cup nhìn ổn hơn. Nhưng mà bù lại chúng ta mất 3 lương. Rory chắc chắn là phải lấy rồi. 29 tỷ rưỡi nhá. Cứ cân thử đi đã. Kevin nhạc trưởng là một em Vieira, nó vẫn là ổn áp nhỉ. Vieira đắt thế. Vieira 30 cơ à. 29 rưỡi này. Thử xem có đủ tiền cũng đã nhá. Cho Vieira với Rory đá trụ thì nó quá yên tâm rồi. Kevin nhạc trưởng, ba lô đầu tàu. Bây giờ xương sống với cặp trung vệ nhá. Ây da, Ancanji mùa này nhanh ấy nhờ. Mùa này đéo mua được chứ. Ruben Dias. Chắc là mình đầu tư con trung vệ ngon một tí. Yeah, tầm tiền này mua cũng ổn phết nhở. Tầm 40 mua được. Làm thủ lĩnh, là hàng thủ. Sau đó tôi nghĩ là lấy một con Ancanji này là đẹp dai này. Con Ancanji này mà mua được mùa này thì tuyệt vời đấy. Ancanji World Cup. À UCL. Hoặc là anh em bỏ con Otama. À bỏ cái con Vieira về đá trung vệ. Anh em lấy tặng Cancelo xem nào. Tôi check Cancelo của anh. Ui Cancelo đắt thế. Tầm mùa này mua cũng được này. Nếu như đá CM mùa này mua cũng ok đấy. Mùa 21U là một cái mùa chuẩn của nó đá CDM. Nhưng mà đéo mua tầm này 50 nghe chua quá nhở. 50 con này tôi nghĩ là không lên. Thôi kệ mẹ đi. Thì thực ra thì trung vệ anh em có Ancanji đá với Diaz vẫn ngon mà. Cặp này xịn nhá. Casemiro cái mùa ấy chỉ số bao nhiêu nhở? Mùa World Cup. À mùa World Cup cũng đắt đấy nha. Tầm 40 cơ à. Nghe mặn nhở. Mùa phát là hết tiền luôn đấy ạ. Thì tôi đang ngắm là như thế này mà. Ancanji đá cặp cùng với Diaz, hoặc là lấy Laporte đá cặp với Diaz. Villarori đá thủ là chuẩn rồi. Có Kevin đá cam, Mario sẽ là tiền đạo. Và bây giờ chúng ta sẽ cần hai con hàng để hỗ trợ dành cho ba lô nữa. Thủ môn đi. Chúng ta mút tạm con thủ môn trước đi. Mà thôi, thủ môn lấy sau đi. Tôi sẽ lấy phương án khác trước. Để tôi xem đã, hàng công. Nếu như mà hàng công mà chúng ta thiếu thì chúng ta sẽ đầu tư thêm nhé. Sané à? Tôi khá thích con Sané mùa này. Sané 21U cũng là một con hàng khét. Cơ đặt con này tầm 16 tỷ này. Một cánh là Sané chạy, cánh trái đóng chéo góc và cánh còn lại hay là Lampard nhỉ? Lampard đá cam, đóng xa cũng là cái lựa chọn nghe ổn đấy chứ. Có Kevin, có Lampard. Lampard mùa này mùa đặt mắc được này. Lampard BTB đặt mắc được rồi. Nhưng con Lampard này mà đá cam nghe cũng hay phết nhá. Lâu lâu rồi tôi chưa build đội hình của MC mà có Lampard. Tôi cũng hơi muốn có Lampard trong cái đội hình này. Để đổi cái gia vị đi một xíu anh em ạ. Chúng ta có Lampard, có Kevin và có Sané để hỗ trợ cho ba lô. Cặp trung vệ thì khá là to rồi đấy. Thực ra cặp trung vệ này có thể giảm Diaz xuống một chút cũng được. Diaz tôi thấy hơi to. Nếu như mà giảm Diaz xuống một chút thì anh em có mùa World Cup 6 à? Nhưng mùa này mua nổi không? Mùa này thì khó mua lắm. 19 tỷ. Nếu như mà mua con Diaz này cộng 6, anh em giảm được cả đống tiền. Thì có thêm chút tiền anh em phải mua thêm một ít dự bị nữa. Ví dụ đá cánh thì có thể là Phil Foden cũng thể đá cánh được nhá. Cái mùa như World Cup này chẳng hạn. Mùa chân 54 là đá được rồi. Rồi tạm thời như thế này nhá. Tôi lên quả lương rồi anh em ạ. Đây anh em ơi, cần lương nhá. Rồi cho đây bảng cần lương này. Đây có ba lô. Ở đây thì có Kevin này. Chọn luôn là 4231 nhé. Ở đây thì cứ chọn tạm đi. Tí nữa chúng ta cho thằng nào đá giữa thì thằng ấy đá giữa cũng được. Lampard mà mua đây ngon phết. Đây này có Sané.
Mùa này ngon, chạy tốt, sút tốt. Ở đây có Rory chấn ở giữa sân này thì nói thật các bạn quá yên tâm luôn. Vieira này mùa MS thôi. Và tôi cũng lựa chọn một vài là cái mùa mà anh em cũng dễ mua đấy. Trung vệ đang Diaz 6, con này cũng không biết là mua được Diaz 6 không ấy. Đang bỏ ngỏ, hai con này đang hơi bỏ ngỏ này, Diaz với cả Lampard. Akanji nữa. Không thì anh em có thể lấy mùa World Cup 6 cũng được nhá. Sẽ Akanji nào. Akanji thì trung vệ rất nhanh các bạn mua được. Không thì anh em mua mùa này cũng được, chạy 114 là chạy rất nhanh rồi đấy ạ. Ngang tốc nhau nhá. Mùa 22 U thì mua nó vẫn tiềm năng hơn. Cơ bản sẽ như vậy. Thủ môn thì tôi nghĩ là anh em làm con Joe Hart là đẹp. Sẽ có vài mùa này để anh em lựa chọn này. Thì hợp lý anh em có thể lấy mùa VTA này cũng được, tầm tỷ thôi. FS thì nó cao hơn tầm 3 tỷ. Tôi ví dụ tôi cứ mua con FS 3 tỷ nhá. Rồi chúng ta cân lại cho nó hợp lý. Bên này anh em cứ làm con Walker thường thôi. Thật. Bây giờ còn tới 21 lương cơ. Đồ nhiều nhở, từ từ đã nhá. Chia đều ra bây giờ chúng ta sẽ còn khoảng 29 lương. Có Walker và Cancelo. Cancelo là lương 12 rồi đây này. Lấy con Cancelo thường trước đi anh em. Chắc cái bài Cancelo thường cộng 6 này. Bây giờ còn 17 lương. 17 lương vậy đéo có thằng ôn nào nó hợp lý nhỉ. Walker mùa này lương 16 à. Cơ như lương 18 có một mùa 20 U hay sao. Mùa đấy ngon à, 21 U luôn ạ. Nếu mua được mùa này nó ngon chết luôn ạ. Một cánh to kích xù luôn. Nếu bằng Walker mùa này phải giảm cái gì đó đi anh em ạ. Thử mất mẹ một lương. Hay giảm mẹ thủ môn đi nhỉ. Giảm mẹ con thủ môn đi. Anh em ạ. Con hát này đéo cần thiết đâu. Đó, mùa VTM 1 tỷ thôi. Nó là ok luôn ấy. Được chưa ạ? Quả bài này là bài đẹp. Được chưa anh em? Johat mùa VTM lưng 17. Hệ thống này rất ok luôn ạ. Nếu như mà về đủ. Thì đây là cái sườn trước thôi. Và tôi sẽ săn đủ để các cầu thủ chính đã về đã nhá. Rồi, chắc là vậy thôi anh em ạ. Có gì thì hôm tới tôi sẽ cập nhật cái ác này để cho các chủ nhá. Hát mùa OG ngon này. Có một đối một có ném xa này. Đấy, mùa OG cũng được các bạn ạ. Đấy, mùa OG có thể mua cộng 6 cũng được nhá. 2 tỷ thôi. Ổn. Có một đối một nữa cũng được. Đấy, mùa OG ok. Thế nhá, hôm tới tôi sẽ cập nhật ác này cho anh em. 2000 years later. Rồi sau một ngày trở lại với đội hình của Manchester City, 200 tỷ này thì chúng ta đã về khá là đu đủ rồi. Nhưng chúng ta sẽ vẫn có một vài những cầu thủ không đáp ứng đủ cái tiêu chí mà bác chủ đã đưa ra. Bác ấy muốn là full 5 cơ, nhưng mà ở đội hình này mình thấy có Frank Lampard của mùa Icon cộng 3 và có Mahrez của mùa 21U cũng chỉ ở cộng 2 thôi. Thì hơi tiếc một chút nó không đủ cái tiêu chí là full cộng 5. Nhưng dù sao thì đây cũng là một hình mình đánh giá là ok trong form tiền đó, với cái sườn thì nó vẫn tương đối là đẹp trai. Mario sẽ là cầu thủ đá cao nhất trên hàng công với mùa giải FA. Kevin, Frank Lampard cùng với Mahrez sẽ là bộ ba hỗ trợ ngay phía sau. Đội trụ sẽ vô cùng uy tín với Rory cùng với là Patrick Vieira của mùa MS. Laporte cùng với Ruben Dias sẽ là cặp trung vệ. Dias sẽ giảm xuống mùa 21 TS và đây cũng là mùa rất là ngon của Ruben Dias các bạn nhé. Chạy lên tới 121 với 4 chỉ số ẩn. Ở bên phải chúng ta sẽ có Kyle Walker, bên trái sẽ là Cancelo. Và vị trí gác đền sẽ là thủ thành Ederson nhé. Cái này thì tùy anh em có thể lâng thủ môn lên thành Johat và giảm cánh thành Cancelo cũng được. Nhưng bác chủ có thể một chút những sự thay đổi nho nhỏ, nhưng mà mình nghĩ cũng là ổn, không sao cả. Đó, ở dự bị thì không có cái gì cả. Chỉ tiếc là cái tiêu chí của anh ý muốn là cộng 5, nhưng mà khi trở lại thì hơi tiếc nó không phải là cộng 5 thôi. Anh em cũng có thể nâng con Frank Lampard này thành một cái mù khác, hoặc anh em có thể đổi thành Sané cộng 5 và một con hàng như kiểu Phil Foden hoặc là Jack cộng 5 cũng được. Thì như thế mình nghĩ là sẽ là đẹp hơn. Nhưng mà thôi, ở đây bác chủ bác ấy có hai con, bác ấy tự mua, tôi cũng là cái chất riêng của bác ấy cũng được. Dù sao đây con hình mình đánh giá là khá ok trong cái tầm tiền này. Và không phải chờ đợi gì, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên. Rồi đá thôi anh em ơi, chúng ta sẽ đến với những sự trải nghiệm đầu tiên của Manchester City 200 tỷ này. Frank Lampard cùng với là Mahrez full 5 thì đây sẽ là một hình cũng rất đẹp. Cái lòng cốt chúng ta đã có rồi. Đội trụ đẹp, nhạc trưởng đẹp, tiền đạo đẹp. Đéo gì vậy, sút nhẹ như đuổi ruồi mà cũng vào được á. Lampard. MC. Đây. Ba lô, giật quả Z đẩy quả hot là xong mà. Giật quả Z đẩy về cái bóng là ngon ngay mà. Đá như quả sách giáo khoa ngay. Hay quá nhờ.
Hay quá nhờ, Mario đá sướng quá nhờ. Ây, hay không? Kevin mà nó ra chân thì không biết thủ môn nào bắt nổi luôn ý ạ. Hiểm thật sự. Mares mà này cộng 5 thì cũng là khét đẹp đấy nhá. Alo này. Rory. Balo chạy chỗ cũng rất là bén đấy nha. Nhìn khỏe nhờ. Nhìn cái dáng bao dáng chạy rất trường. Mà kỹ thuật lại tốt nhá. Kevin giật quả Z. Đóng quả xa. Cái Mario chạy kìa. Sút ta vào mà anh em, sút ta vào mà. Vào chân thủ môn à. Đây rồi, Patrick. Patrick tốc độ có thừa luôn trong tình huống này. Tốc độ có thừa, bên phía trong có thiếu người đâu. Mares nó ra chân quả lạnh đấy nhở. Đây rồi nhờ. Ơ, mày chạy nhanh đấy nhở. Đâu bắt được em. Đâu anh bắt được em. Không bắt được làm gió. Đây rồi, lên bóng anh em ơi. Kevin. Bên này có Lâm Park có thể ra chân luôn nhá các bạn nhé. Nhìn ra chân này. Nó như thế này. Mares di chuyển hay quá. Chúng ta không thiếu gì cái phương án cả. Không thiếu. Đây rồi. Balo chạy nghe chiến đòn chưa? Sợ. Ơ, ý tưởng tôi là đúng không xa đấy. Nhìn Caselo nó đè này. Kẹt nút anh em ạ. Xong rồi đấy. Mẹ lại còn vướng chân nó nữa kìa. Xong rồi đấy. Voiner nó ra chân thì kiểu gì đỡ. Lâm Park. Tiếp tục là Lâm Park. Bàn thứ 3 nha anh em nhá. Chốt 3-0 trận này đẹp. Mình bảo chốt là chốt mà. Nói đi anh em biết điều gì. BTB này là cũng rất ổn. Hoặc nếu như anh em thích nâng Kevin to lên một chút nữa, anh em lấy khuôn cúc cũng là hay nhá. Giật quả Z truyền cho ông này là xong. Điều cái thủ môn nhỉ. À, bạn đi đâu? Tôi lùa như vậy rồi bạn truyền đi đâu? Hở ống hốc này thì đỡ kiểu gì? Đỡ kiểu gì bạn? Quả pressing như thế này thì ai cũng phải truyền lỗi anh em ạ. Ai phải truyền lỗi. Mares cứa được anh em nhá. Mares này cứa được nhá. Cứa được nha. Tôi bảo cứa được là cứa được mà. Nào quả cứa lửa nhỉ. Ôi, không có đâu. Xuống nào. Đây rồi. Mario. Một quả ba chạm nó qua này. Quả cho Lâm Park này. Quả này thì tôi rút quần vào. Tôi hồi cấp 1 tôi rút quần vào. Hay quá. Lâm Park quả này tinh tế phết nhở. Cảm thấy là không ổn là chạy về ngay đấy. Rất nhạy cảm cho không di chuyển. Rồi, quay 360 độ làm qua này. Giật lại một bước nữa này. Kéo được ạ. Không quay được vào đấy. Ây à. Đi đâu. Kevin này đóng phát chết. Đóng phát chết mà. Nó đóng dã man thật. Kevin Breuner. Hay quá. Qua Covid. Dừng lại này. Vẩy qua này. Giật lại này. Truyền lại tuyến sau này. Rory đóng cũng được mà, Rory vung chân nó lét mà. De Gea quả đấy xuất sắc đấy nha. Không xuất sắc là chết ngay quả đấy. Rory đóng cũng rất tín luôn anh em ạ. Vieira đóng luôn này. Về một nhịp. Sau đó mình chọc lên nhé. Khó đấy anh em phải về. Khó quá ta về. Cứ định nghĩa đấy là anh em làm cho dễ dàng những tình huống phản công của mình. Khó là về. Đừng cố lên, lên nó bí thì cũng dở hơi. Xong rồi đấy. Vít cho với Mares khá sướng nhá. Balo xuống đến đây rồi thì làm gì cũng vào mà. Muốn dứt điểm luôn hay là đồng đội mà thôi, làm gì cũng vào tình huống đấy.
Hay. Xong rồi đấy. Văn Lâm muốn như nào? Muốn như nào Văn Lâm? Lại là Lâm Park à? Lâm Park toàn dọn gỗ nhờ. Bên phải của Lâm Park cứ thế mà chạy rồi. Mario vào phía trong. Như Thành một quả đẩy gót thôi. Chuyển luôn này. Bú luôn như gì nữa. Một quả ZS vào phía trong là xong mà các bạn. Đơn. À. Phải tôi dịch rồi mà kiểu Huỳnh Đức sút được nhờ.